Bà Trương Mỹ Lan hầu tòa với cáo buộc chủ mưu cầm đầu trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Người phụ nữ từng là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến ai cũng phải trầm trồ. Bị cáo buộc chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Nhưng vào giờ phút bày tỏ cảm xúc sau cùng lại chỉ nức nở khao khát một bữa cơm ngồi cùng gia đình. Không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không, còn được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa hay không, đối diện với án tử hình. Phải chăng đây là nỗi sợ lớn nhất của bà Trương Mỹ Lan? Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nỗi sợ hãi của cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan. Trước đây, gia đình bị cáo luôn được sum vầy đoàn kết bên nhau. Nay vụ án xảy ra, nhiều người đi tù, gia đình tan nát, mỗi người một ngã. Không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không, có được cùng nhau ăn chung với nhau một bữa cơm nữa hay không. Trên chiếc xe tù dẫn giải từ tòa án về trại giam, tôi chỉ ngước mắt nhìn người thân bên lề đường. Đây là những lời sau cùng tại phiên tòa sơ thẩm đầy nước mắt của bị cáo Trương Mỹ Lan trước hội đồng xét xử, trước khi phiên tòa bắt đầu phần nghị án và tuyên án vào ngày 11 tháng 4. Trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo Lan luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm của bản thân về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng. Nhưng bà Lan vẫn mong muốn kính xin hội đồng xét xử không xem bị cáo như người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này. Sự thất bại trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng SCB khiến cho tim bị cáo như bị rỉ máu, vì không phải bị cáo làm dở, bị cáo đã làm hết sức mình, đặt mọi tâm huyết, công sức của cá nhân, gia đình, bạn bè trong và ngoài nước vào ngân hàng SCB. Bị cáo không tin là đại diện viện kiểm sát đã cáo buộc mình là người thâu tóm, chủ mưu, cầm đầu và chi phối ngân hàng SCB. Là một doanh nhân nên hiểu biết pháp luật chắc chắn còn hạn chế, làm sao hiểu được những cáo buộc, hành vi mà viện kiểm sát đã truy tố. Một lần nữa, bị cáo Lan xin tha thiết hội đồng xét xử xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội tham ô tài sản, đề nghị xem xét lại các doanh nghiệp hiện đang vay tại SCB nằm trong 1.284 khoản vay, với khoảng 300.000 tỷ không thuộc trách nhiệm của mình, bà Lan trình bày. Gia đình bị cáo tuy là người Việt gốc Hoa nhưng bản thân chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Sau thống nhất, gia đình đã toàn tâm toàn ý gây dựng cơ nghiệp. Bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều để rồi hôm nay đối diện với bước ngoặt định mệnh, bị đề nghị mức án tử hình vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và không đo lường được lòng người. Vì bị cáo tin và hy vọng có thể thực hiện được đề án tái cơ cấu thành công ngân hàng SCB, bị cáo đã vận động bạn bè, gia đình, người thân trong và ngoài nước đã mang tiền bạc, công sức vào đề án tái cơ cấu này. Bị cáo vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng. Đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật khách quan. Bị cáo và gia đình xin ghi nhận sự tận tâm của các luật sư trong suốt mười mấy tháng qua. Khi trở về trại giam, hàng đêm, bị cáo Trương Mỹ Lan luôn day dứt một câu hỏi. Vì sao bản thân và gia đình phải lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này? Bị cáo vẫn nhớ rõ vào đêm bị bắt tạm giam, nhớ rõ từng ngày trong trại giam, những tháng ngày chịu những cái rét của mùa đông miền Bắc hay những ngày nóng bức của phía Nam. Bà Lan chua xót cho biết. Có nhiều lúc tuyệt vọng, bị cáo đã từng nghĩ đến cái chết. Chết vì tức, vì đã dấn thân mình vào thương trường, bị cáo nghĩ hoàn cảnh, chồng và cháu cũng đang bị tạm giam như muối sắt vào lòng, bị cáo Trương Mỹ Lan nghẹn ngào. Chồng và cháu gái xin cho bị cáo Trương Mỹ Lan được sống. Đứng trước tình huống trong gia đình có đến 3 người vướng vào vòng lao lý. Trình bày lời sau cùng, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, đến tận giờ phút này dù hết sức bình tĩnh, nhưng bị cáo vẫn không tin vào ác mộng mà gia đình mình đang gánh chịu. Dù không biết tiếng Việt, trong suốt quá trình xét xử, tôi có cảm giác vợ tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những sai phạm, dù là sai phạm nhỏ nhất tại SCB. Cảm giác xót xa với người vợ tào khang khiến tôi rất đau lòng, ông Cơ nói. Nếu như ngày trước sát cánh cùng vợ và hiểu được rủi ro, thì ông đã can ngăn vợ tham gia vào cuộc giải cứu ngân hàng. Dù đó là lời kêu gọi từ ai, thì gia đình ông sẽ không rơi vào tấn bi kịch kinh hoàng. Bị cáo Cơ cho biết, bản thân là doanh nhân nước ngoài, khi đến Việt Nam, ông gặp duyên với bị cáo Trương Mỹ Lan, sinh những đứa con ngoan hiền và nghĩ có thể yên ổn cống hiến cho quê hương thứ hai của mình. Nhưng vì nước đi sai lầm, gia đình bị cáo đã rơi vào vòng tù tội với mức hình phạt nghiêm khắc gần như mất hết gia sản, bị cáo Cơ trình bày. Theo bị cáo Chu Lập Cơ,
Tòa nhà Times Square là tâm huyết, đứa con tinh thần, nhưng khi vợ cần, ông vẫn đưa vào SCB cho việc tái cơ cấu và không nghĩ việc làm ý nghĩa này đã đem lại hậu quả khôn lường cho gia đình. Vợ tôi như con thiêu thân lao vào giông bão mà không biết được bao nguy hiểm đang đón chờ mình và gia đình. Ông Cơ nói, cạnh đó, bị cáo Cơ và gia đình đã có nhiều cống hiến trong đợt dịch Covid-19. Theo bị cáo Chu Lập Cơ, ông đã vô tình trở thành đồng phạm trong vụ án. Bị cáo Cơ cũng xin hội đồng xét xử xem xét cho vợ bị cáo được sống và cháu là Trương Huệ Vân sớm trở về với gia đình, lo cho con cái. Mong hội đồng xét xử cho tôi hưởng mức án nhẹ nhất vì quỹ thời gian của tôi còn rất ít. Tôi đã có tuổi và các con tôi còn quá non nớt, chưa đủ kinh nghiệm. Tôi cũng mong muốn gửi lời xin lỗi từ tận trái tim đến vợ khi để vợ đơn độc và phải tự đưa ra những quyết định trong quá trình kinh doanh lâu dài. Mong người vợ tàu khan thấu hiểu cho tôi, bị cáo Cơ nói. Ngoài ra, bị cáo Trương Huệ Vân, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan cũng trình bày, trong suốt những tháng qua, bị cáo đã học được nhiều bài học quý giá và những bài học quý giá nhất chỉ có thể học qua khổ đau. Sau tất cả, bị cáo sẽ cống hiến hơn nữa và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Như câu nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Bị cáo Vân xin hội đồng xét xử xem xét hành vi, hoàn cảnh phạm tội và tất cả giá trị phẩm chất và mở rộng lòng khoan dung với tất cả các bị cáo, đặc biệt là những bị cáo phụ thuộc nghe theo chỉ đạo cấp trên, các bị cáo lạc lõng khi mất lãnh đạo. Khi theo dõi lời sau cùng của bà Trương Mỹ Lan là cô của bị cáo, một người được mệnh danh là người phụ nữ không có nước mắt, tinh thần thép, nhưng gần như đã tan nát cõi lòng khi đứng trước hội đồng xét xử. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử mở lòng độ lượng, xem xét cho số phận pháp lý của cô bị cáo. Có thể cô bị cáo có những phương thức kinh doanh cá biệt, làm biến động tiêu cực. Nhưng những gì bị cáo nghe trong suốt phiên tòa không giống như Trương Mỹ Lan mà bị cáo được biết, bị cáo Vân trình bày. Thời bị cáo Vân, cô của bị cáo là người nhân từ nhất mà bị cáo được biết và là người dạy bị cáo cách sống phải biết điều, yêu thương con người và sau tất cả phải biết thượng tôn pháp luật. Xin hội đồng xét xử cho Trương Mỹ Lan thoát khỏi cái chết đang trực chờ để tập trung trí lực giải quyết hậu quả vụ án, bị cáo Vân bật khóc. Chồng và cháu gái giúp bà Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng SCB ra sao? Trong số 86 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan, Trương Huệ Vân, cháu ruột của Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ, Chu Napki Eric, chồng của Trương Mỹ Lan bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân hàng SCB. Theo cáo trạng, Trương Huệ Vân là cháu ruột của Trương Mỹ Lan nên được tin tưởng giao đứng tên cổ phần góp vốn, tham gia quản lý nhiều công ty khác nhau thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại công ty cổ phần Lavi Food và giao cho Vân quản lý, điều hành. Bà Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân công ty để vay vốn tại ngân hàng SCB, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty ma để lấy phương án kinh doanh khống, mua bán với công ty Lavi Food nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB. Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền từ SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ 2.800 tỷ đồng. Vân đã giúp sức, đồng phạm với bà Lan chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng với số nợ lãi phát sinh 25 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Trương Huệ Vân đã nộp hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD để khắc phục hậu quả. Đồng thời, cơ quan điều tra đã thu giữ của Trương Huệ Vân hơn 7 tỷ đồng, phong tỏa 42 tài khoản của Trương Huệ Vân và 7 bị can khác với tổng số tiền 1.731 tỷ đồng và 8,4 triệu USD. Kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn 8 giao dịch bất động sản của Trương Huệ Vân và 6 bị can khác cùng các cá nhân đứng tên hộ. Kê biên 22 tài sản là du thuyền, tàu, ô tô của Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân. Cũng theo cáo trạng, đối với ông Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan, nắm 99,26% cổ phần là cổ đông giữ vai trò quyết định cao nhất tại công ty cổ phần Times Square Việt Nam. Năm 2012, Trương Mỹ Lan đã trao đổi và thống nhất với chồng cùng lãnh đạo ngân hàng SCB để dùng tài sản ở Times Square làm tài sản đảm bảo, lập hồ sơ vay vốn tại SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng SCB. Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hội đồng quản trị của công ty Times Square, chấp thuận thế chấp tài sản của công ty để bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định. Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, bà Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB,
tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống, nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn. Tính từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, ông Chu Lập Cơ đã giúp vợ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng với tổng số tiền giải ngân là 29.441 tỷ đồng để cho bà Lan sử dụng vào mục đích riêng. Đến năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được, Trương Mỹ Lan thuyết phục Chu Lập Cơ sử dụng tài sản của công ty Times Square để thế chấp, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại SCB nhằm gia hạn cho số nợ được đảm bảo là 35.541 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản vay với tổng cộng dư nợ là 39.217 tỷ đồng sau khi đối trừ giá trị tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Cơ quan điều tra xác định Chu Lập Cơ đã giúp sức cho bà Lan gây thiệt hại cho SCB 9.116 tỷ đồng. Hiện bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn xin chuyển 1.350 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân. Nguồn gốc số tiền này gồm 1.000 tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do ông Nguyễn Cao Trí bồi thường cho bà Lan và 350 tỷ đồng do một cá nhân khác trả cho bà Lan. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng mong muốn chuyển thêm 300 tỷ đồng mà cá nhân trên trả cho bà để khắc phục cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân cũng cho biết chồng của bị cáo đã nộp thêm 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án. Cách thức mạng lưới 1.000 pháp nhân của Vạn Thịnh Phát hoạt động. Cơ quan điều tra xác định, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có hạt nhân là công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có vốn điều lệ là 13.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và không tham gia trực tiếp vào hoạt động, kinh doanh. Người đại diện pháp luật là bà Trương Huệ Vân, cháu bà Trương Mỹ Lan. Trong vụ án này, bà Vân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động cho vay. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có 4 cổ đông gồm bà Trương Mỹ Lan chiếm 60%, hai con gái bà Lan là Elizabeth Chu Duyệt Hân, Chu Duyệt Hằng chiếm 10%, Mary Chu Duyệt Phan, Chu Duyệt Phấn chiếm 10%, công ty Emerald đại diện là bà Trương Huệ Vân chiếm 20%. Trong hệ thống Vạn Thịnh Phát, hơn 1.000 công ty được chia thành công ty con, công ty thành viên ở trong và ngoài nước, chia thành nhiều tầng lớp với 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm nhóm định chế tài chính, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhóm các công ty ma tại Việt Nam và cuối cùng là mạng lưới công ty tại nước ngoài. Có 3 doanh nghiệp quan trọng trong vụ án gồm công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Các công ty này nắm giữ nhiều dự án lớn như công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát có dự án tại khu dân cư Sterling Residence thuộc khu đô thị mới Nam thành phố ở huyện Bình Chánh với quy mô là 264.633 m². Công ty Peninsula sở hữu dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dự án gần 1,2 triệu m². Hiện dự án đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư, chưa được phê duyệt dự án, chưa được giao đất. Tòa nhà Times Square tại Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Một số công ty có hoạt động kinh doanh tạo doanh thu cho nhóm Vạn Thịnh Phát như công ty Windsor, công ty An Đông, công ty Times Square Việt Nam, công ty Thiên Phúc, công ty Vinamatrix, công ty Bông Sen, công ty Sài Gòn Artisan, công ty Lavifood, v.v. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn cho thành lập nhóm các công ty ma, thuê người đứng tên thành lập công ty dưới vai trò người đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên góp vốn, tìm địa chỉ đặt trụ sở, chọn ngành nghề kinh doanh. Nhóm công ty này không có hoạt động kinh doanh, chỉ đứng tên khoản vay, lập phương án vay vốn khống để bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa rút tiền ngân hàng SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc giữ vai trò chủ mưu cầm đầu. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu cầm đầu gây ra hậu quả đặc biệt lớn là thiệt hại hơn 498.000 tỷ đồng sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm đã được công ty định giá Hoàng Quân định giá. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền là 1.066.608 tỷ đồng.
đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn 1.284 khoản vay còn dư nợ 677.286 tỷ đồng. Dư nợ gốc, các khoản vay của Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dư nợ tại SCB. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn gặp gỡ bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD, tặng quà, tiền cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, căn cứ vào hồ sơ vụ án, dữ liệu điện tử và lời khai của các bị cáo khác, có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm tội đưa hối lộ. Đại diện Viện Kiểm sát cũng bác bỏ quan điểm cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan đã cho SCB mượn tài sản để tái cấu trúc, giờ gia đình mất hết tài sản, bởi lẽ hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo trong SCB đều thể hiện các khoản vay còn dư nợ phần lớn thuộc về Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Lan đã dùng thủ đoạn đưa tài sản vào để tạo lập các khoản vay mới, trả nợ cho các khoản vay cũ, sau đó rút, hoán đổi tài sản có giá trị bằng các tài sản không đủ điều kiện pháp lý hoặc giá trị thấp và tiếp tục lập phương án vay mới để rút tiền ra khỏi SCB. Đại diện Viện Kiểm sát cũng cho biết trong quá trình giám sát giải quyết vụ án, luôn tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan của vụ án. Chúng tôi trân trọng tất cả quan điểm, bài bào chữa, chứng cứ của các luật sư bào chữa cho các bị cáo và sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải của các bị cáo trong những ngày xét xử vừa qua, đại diện Viện Kiểm sát nói. Vấn đề đánh giá hậu quả thiệt hại của vụ án. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan thực hiện xuyên suốt từ năm 2012. Bản chất Trương Mỹ Lan coi SCB như một công cụ tài chính, như một nơi giữ tiền. Bất cứ lúc nào cần tiền thì Trương Mỹ Lan chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền ra khỏi SCB. Việc đưa tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội. Các tài sản này có thể rút ra, thay thế bằng các tài sản khác không đủ điều kiện pháp lý, dẫn đến các khoản vay không có khả năng thu hồi vốn. Quan điểm của luật sư cho rằng, việc định giá xác định thiệt hại của vụ án phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, ngoài việc định giá để xác định thiệt hại thông qua hội đồng định giá, thì cơ quan tố tụng có thể áp dụng các biện pháp thu thập chứng cứ khác để xác định thiệt hại của vụ án. Và trong vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng các biện pháp khác để xác định hậu quả của vụ án mà không cần thông qua hội đồng định giá. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát không căn cứ vào kết luận định giá của công ty Hoàng Quân để xác định thiệt hại, mà áp dụng các biện pháp điều tra khác để xác định thiệt hại của vụ án. Viện Kiểm sát đã áp dụng cách tính tổng dư nợ trừ đi giá trị các tài sản đảm bảo theo định giá của công ty Hoàng Quân là đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo. Cách tính thiệt hại lấy tổng dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo, Viện Kiểm sát cho biết việc xác định này chỉ áp dụng đối với các vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng thông thường. Tuy nhiên, trong vụ án này, bản chất của Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản, đưa các tài sản đảm bảo vào thế chấp nhưng không đăng ký giao dịch bảo đảm, hoán đổi nhiều tài sản, không đủ điều kiện pháp lý, nên Viện Kiểm sát không xác định hậu quả của vụ án theo cách tính trên. Đối với quan điểm cho rằng, việc SCB bán nợ cho công ty VAMC là được ngân hàng nhà nước cho phép nhưng vẫn quy kết dư nợ đã bán cho VAMC vào hậu quả của vụ án. Theo đại diện Viện Kiểm sát, dù pháp luật cho phép các tổ chức tín dụng được quyền áp dụng các biện pháp bán nợ cấn trừ nợ để xử lý nợ xấu, nhưng trong vụ án này, các bị cáo dùng biện pháp bán nợ cấn trừ nợ đây là thủ đoạn, phương thức để che giấu nợ xấu, che giấu hành vi phạm tội để chiếm đoạt tiền rút ra từ SCB. Nên các bị cáo vẫn phải có trách nhiệm đối với các khoản vay nợ này. Lý do Viện Kiểm sát khi đề nghị tòa tuyên phạt tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong suốt quá trình điều tra truy tố và xét xử vụ án, Viện Kiểm sát luôn luôn tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan của vụ án và không làm oan người vô tội. Viện Kiểm sát cũng trân trọng tiếp nhận tất cả ý kiến của luật sư, ý kiến tự bào chữa của các bị cáo tại phiên tòa để nghiên cứu và đánh giá khi giải quyết vụ án. Đối đáp lại luận cứ bào chữa của các luật sư, đại diện Viện Kiểm sát đã chia thành 8 nhóm vấn đề. Theo đó, luật sư có quan điểm cho rằng, tại SCB, Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới là người có quyền quyết định mọi hoạt động của ngân hàng. Trương Mỹ Lan không phải là người có chức vụ quyền hạn tại SCB, nên không phải là chủ thể của tội tham ô tài sản. Đối đáp lại, Viện Kiểm sát cho biết, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ, bởi lẽ tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan đã thâu tóm nắm giữ trên 91% vốn điều lệ của SCB. Tại bản theo dõi biến động cổ đông và sổ chứng nhận cổ đông, thì các cá nhân, tổ chức đứng tên cổ phần tại SCB
đều khai đứng tên hộ cho Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, SCB là ngân hàng thương mại cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp, nên cơ quan quyết định cao nhất là Đại hội đồng cổ đông, không phải là Hội đồng quản trị quyết định. Với số lượng cổ phần trên 91% nắm giữ, Trương Mỹ Lan là người nắm quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông và là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động tại SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan coi SCB như là một công cụ tài chính, như một nơi giữ tiền, bất cứ lúc nào cần tiền thì chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền ra khỏi SCB. Còn các lãnh đạo chủ chốt khác của SCB là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Sau khi Viện Kiểm sát đối đáp, bị cáo Trương Mỹ Lan bào chữa bổ sung. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, việc Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm bị cáo Lan quanh co chối tội đổ tội cấp dưới là không xem xét toàn diện, khách quan ý kiến trình bày của các bị cáo cũng như cập nhật diễn biến phần xét hỏi. Bởi vì bị cáo Lan nghiêm túc nhìn nhận vai trò, ảnh hưởng của mình với tư cách là cổ đông, đại diện cổ đông, nhận thức sai phạm về hành vi của thành viên hội đồng quản trị cho vai trái quy định. Bị cáo Lan đã tôn trọng lời khai và xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo tại SCB và các bị cáo liên quan, không quanh co đổ tội cho họ. Bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc bị cáo chỉ có vai trò cố vấn ban hợp nhất với các nhiệm vụ chính, bảo đảm tỷ lệ chi phối 65% để ba ngân hàng hợp nhất cho mượn tài sản đối với các khoản vay bắt buộc, tìm kiếm chuyên gia nước ngoài tham gia mua cổ phần SCB. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, bạn bè và người thân chiếm cổ phần tại SCB sau khi hợp nhất và đề nghị hội đồng xét xử xác định số cổ phần vì không thuộc cá nhân bị cáo. Bản chất các khoản vay tại SCB trong 10 năm nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu trên sự chấp thuận của ngân hàng nhà nước và các khoản vay mới để trả nợ cũ, dòng tiền không ra khỏi SCB. Dòng tiền giải ngân liên quan khoản vay đều được giám sát bởi ngân hàng nhà nước nên nếu có bất thường sẽ được cảnh báo. Suốt 10 năm trong hoạt động vòng xoáy mượn tài sản của tôi và gia đình đưa vào SCB để cơ cấu các khoản vay, gia tộc của tôi trở thành gia tộc gánh nợ, bị bắt giam và đối diện án tử hình, bị cáo Lan trình bày. Về tội danh, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét tội danh tham ô tài sản vì bị cáo không giữ chức vụ gì tại SCB và đến nay không rõ vì sao lại bị quy kết sử dụng phương thức thủ đoạn từ năm 2012 đến năm 2022 để chiếm đoạt tiền của SCB. Cạnh đó, bị cáo Lan trình bày không hiểu vì sao bị truy tố hai tội danh là tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, trong khi với các bị cáo khác cùng một phương thức thủ đoạn nhưng chỉ bị truy tố một tội danh. Bản chất hành vi của các thành viên hội đồng quản trị chỉ là vi phạm về cho vay, tổ chức tín dụng và bị cáo đã nhìn nhận mình có phần trách nhiệm trước hậu quả xảy ra. Mong hội đồng xét xử xem xét thấu đáo ý kiến các luật sư bào chữa. Bị cáo Lan mong hội đồng xét xử xem xét sự tự nguyện khi bị cáo cam kết đem các tài sản nằm ngoài danh mục kê biên nhằm khắc phục hậu quả vụ án nếu có. Ghi nhận số tiền 5 tỷ đồng đã nộp khắc phục nhưng chưa được ghi nhận và hơn 1.600 tỷ đồng bị cáo tự nguyện khắc phục nếu có cho Trương Huệ Vân và chồng là Chu Lập Cơ. Theo Viện Kiểm sát, tại tòa bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, do đó cần nghiêm trị đối với bị cáo này, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội. Từ nhận định trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Lan 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Bộ luật hình sự năm 1999, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.